tròn 50 năm sứ mệnh Apollo 16 đưa con người lên mặt trăng. Apollo 16 là sứ mệnh thứ 10 có sự góp mặt của phi hành đoàn và là sứ mệnh thứ năm đưa con người hạ cánh lên mặt trăng. Sứ mệnh lịch sử ngày 16 tháng 4 năm 1972, sứ mệnh đổ bộ lên mặt trăng lần thứ năm bắt đầu với sự kiện phóng tàu Apollo 16 của NASA. Khi ấy, tên lửa Saturn V cất cánh từ bệ phóng 39A tại trung tâm không gian Kennedy của NASA ở Florida, Mỹ với bên trong viên năng là ba người, gồm chỉ huy trưởng John V. Kep, Giang và hai phi công là Thomas K. Ken Matley, Charles M. Giai đoạn đầu, tên lửa được đốt cháy trong 2 phút 42 giây, giúp nâng độ cao lên khoảng 64 km. Lúc này giai đoạn thứ hai được kích hoạt, kéo dài 9 phút 20 giây, nhằm cung cấp đủ năng lượng cho quá trình để đưa tàu vũ trụ gần lên quỹ đạo. Sau khi tên lửa đẩy đưa phi hành đoàn vào quỹ đạo trái đất tầm thấp, giai đoạn thứ ba được kích hoạt để đưa họ lên đường tới mặt trăng, với vận tốc trung bình sắp xỉ 39.000 km h Tàu vũ trụ Apollo 16 đã di chuyển trong khoảng 3 ngày, đưa răng, mát ly và đúc theo đúng lịch trình đến quỹ đạo mặt trăng vào ngày 19 tháng 4, và sẵn sàng cho cuộc đổ bộ, thăm dò địa chất. Được biết, Apollo 16 là sứ mệnh không gian đánh dấu lần đầu tiên hạ cánh xuống khu vực cao nguyên. NASA khi ấy đã chế tạo một chiếc xe hoàn toàn mới cho nhiệm vụ này, có tên là Lunar Surveyor (LZV). Sau khi đáp xuống mặt trăng, hai phi hành gia John Zang và Charles Duck đã lái chiếc LZV tổng cộng khoảng 3,5 tiếng, vượt qua quãng đường dài hơn 26 km. Đây cũng là phương tiện di chuyển thứ hai được sản xuất và sử dụng trên mặt trăng. Trên bề mặt mặt trăng, răng và Duck đã thu thập tổng cộng 95,8 kg mẫu đất đá tại đây để đưa về trái đất, trong khi Ken Matley phụ trách điều khiển và quan sát tại mô đun cú nhảy suýt chết của đúc tại một buổi gặp mặt với các phi hành gia tại new york charlie đúc người nhận nhiệm vụ điều khiển mô luôn hạ cánh tại mặt trăng trong nhiệm vụ apollo 16, đã kể về trải nghiệm theo ông được coi là đáng sợ nhất của đời mình đúc cho biết rằng vào những phút cuối còn lại trên mặt trăng trước khi tiến vào tàu trở về trái đất ông và chỉ huy trưởng john Zhang đã quyết định thử nhảy cao nhằm đánh bại một vài thành tích của các vận động viên trên trái đất trên lý thuyết việc này là hoàn toàn có thể do trọng lực của mặt trăng chỉ bằng một phần sáu so với trái đất thực tế theo lời kể của đúc ông đã có thể đạt tới độ cao khoảng một phẩy m sau một lần nhún thế nhưng khi ông duỗi thẳng người ra trên không trung mọi chuyện bắt đầu diễn biến theo chiều hướng xấu do bộ quần áo của phi hành ra quá cồng cành và phần lớn cân nặng của nó nằm tại ba lô đeo sau lưng nên đúc đã bị kéo ngửa ra sau khi ông lơ lửng trên không trung khiến ông vô cùng hoảng sợ chiếc ba lô nặng gần bằng chính cơ thể tôi đã khiến tôi đã bị mất đà đúc kể lại cái ba lô làm từ sợi thủy tinh chứa đựng tất cả thiết bị hỗ trợ sự sống cho tôi chỉ cần nó hỏng là tôi cũng sẽ chết khi ấy đúc đã cố nghiêng sang phải để có thể cản cú tiếp đất nhưng vẫn ngã đè lên chiếc ba lô hay còn được gọi là plss một loại thiết bị dưỡng sinh nếu như cú tiếp đất làm hỏng thiết bị này hoặc xé sách bộ quần áo nó sẽ tạo ra một hiện tượng xì si khí hay chính là việc mất oxy để thở điều này có thể khiến cho phi hành gia bất tỉnh và thậm chí giết chết họ trước khi bất kỳ ai khác có thể kịp kéo nạn nhân kịp với mô đun sau đó đóng khóa van và cân bằng dưỡng khí trong tàu tim tôi đập loạn xạ không ngừng tôn rằng chỉ huy của tôi đã tới và nói rằng đó là một quyết định không thông minh đâu Charlie. ly đúc kể lại trở về trái đất vào ngày 24 tháng 4, răng và đúc thành công quay trở lại mô đun chỉ huy chuẩn bị cho chuyến trở lại trái đất sau khoảng 6 phút cất cánh, tàu vũ trụ đưa bao phi hành ra tiến đến quỹ đạo của mặt trăng. Trong hành trình trở về, Ken Matley đã kịp để lại dấu ấn với chuyến đi bộ ngoài không gian, hay còn gọi là Eva với việc quay lại những thức phim từ bên ngoài tàu vũ trụ, kéo dài 83 phút, với sự hỗ trợ từ đúc. Đó là thức phim không gian thứ hai trong lịch sử, được thực hiện ở khoảng cách xa nhất so với bất kỳ ghi chép nào, khoảng 320.000 km từ trái đất. Tính đến năm 2022, chỉ có 3 đoạn Eva tương tự được thực hiện, khoảng 10 phút trước khi quay trở lại bầu khí quyển của trái đất, mô Đun chỉ huy hình nón chứa ba thành viên phi hành đoàn được tách ra khỏi mô đun chính, đáp xuống vùng biển Thái Bình Dương lúc 3 giờ 45 phút chiều, theo giờ miền Đông ngày 27 tháng 4 năm 1972. Cabin sau đó được tàu sân bay USS Condoraga trục vớt lên khỏi mặt nước, đưa ba phi hành đoàn quay trở lại an toàn, khoảng 37 phút sau khi hạ cánh và kết thúc sứ mệnh Apollo 16 lịch sử.